Xin giới thiệu các bạn, mình là Phạm Văn Nội, chủ kênh YouTube Bản Mông Hà Giang. Này tiếp tục chia sẻ với các bạn quý khán giả nghề nuôi chim của một chú nô đồng bào người Mông trên cao nguyên đá Hà Giang. Giới thiệu các bạn, đây là chim họa mi, người đồng bào dân tộc Mông cao nguyên đá Hà Giang hay nuôi chim này bán. Chim hót rất hay. Các bạn nhìn có thể thấy được. Chim nhìn rất cứng, chim, già chim. Mỏ rất đẹp. Do mình không nuôi nên mình không được kích nó hót được. Chú nô này vừa nuôi chim, mua chim và bán chim. Ai có nhu cầu liên hệ mua chim thì có thể liên hệ theo số điện thoại của mình ở dưới phần mô tả. Cụ thể là số 0374 692 379. Mình sẽ giới thiệu tới chú để mua chim, bán chim như thế nào. Mình thì là chỉ cầu nối thôi, chứ mình không nuôi chim.